Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt của cuối tuần này. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một cuối tuần chúng ta lại có chương trình đặc biệt. Và chương trình đặc biệt này chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Có thể nó liên quan tới thời sự, có thể liên quan tới vấn đề mà mạng xã hội quý vị quan tâm, và cũng có thể nó liên quan tới yếu tố lịch sử. Và đó là cái chủ đích của cái chương trình đặc biệt của Phong ngày hôm nay. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong lại mang tới một đề tài có liên can tới cái ngành của Phong. Tuy nhiên thì mình nhìn ở một góc cạnh khác. Quý vị, báo chí cộng sản mấy ngày nay đã nỗ lực lăng xê rất nhiều và kêu gọi rất nhiều để mà thúc đẩy người dân đi coi cuốn phim. Cái cuốn phim này có tên gọi là Em và Trịnh. Và trước đó thì có một cuốn phim viết về Trịnh Công Sơn nhưng mà đã bị hủy, không được chiếu ở rạp, hoặc là được chiếu nhưng mà số thu không nhiều, đã bị loại ra khỏi các cái hệ thống rạp Việt Nam. Và bắt đầu từ tối ngày 17 tây tháng 6 thì Cộng sản lại cho phép cuốn phim Em và Trịnh được trình chiếu trên các hệ thống rạp. Và theo cái lời lăng xê tân bốc của báo chí Việt Nam, cuốn phim này đã đạt được 41 tỷ trong ngày đầu, 2 ngày gì đó được công chiếu, trong lúc mà cuốn phim này bỏ trên 50 tỷ đồng tiền Việt Nam, tức là khoảng 50 tỷ đồng, tức khoảng 2 triệu Mỹ Kim, quý vị. Ok, đây là cái cuốn phim và nói về cái mối tình của Trịnh Công Sơn. Và trong đó thì quý vị, cái việc mà ra cuốn phim này đã gây nhiều tranh cãi, người chê nhiều hơn người khen, nhưng mà báo chí cộng sản thì lại cố gắng tìm cách chữa lửa, biện minh cho cái cuốn phim này khá nhiều để tiếp tục duy trì cuốn phim này có thể cháy vé ở rạp, đại khái như vậy. Quý vị, bây giờ thì tôi sẽ chia làm hai phần trong cái bài phân tích ngày hôm nay. Thứ nhất là Trịnh Công Sơn là nhân vật như thế nào, và thứ hai là chúng ta sẽ nói về cái phân biệt đối xử của Cộng sản Việt Nam cho những kẻ người làm trong ngành văn hóa giải trí, nó khác biệt nhau như thế nào. Và để quý vị thấy rõ ràng là gì, quý vị, cùng một cái bản chất nhưng mà Cộng sản sẽ đưa ra quyết định khác nhau. Ok quý vị, bây giờ trước hết là chúng ta sẽ nói về cái Em và Trịnh, tức là cuốn phim chỉ nói về những cái mối tình của Trịnh Công Sơn, mà được xem là một cứ tạm thời chúng ta xem đây là một huyền thoại âm nhạc của Việt Nam. Tại vì dù muốn dù không, chúng ta không thể phủ nhận nhạc của Trịnh Công Sơn đã trải qua nhiều thế hệ và có nhiều giai đoạn cảm nhận khác nhau. Mặc dù chúng ta biết cái những sáng tác đó chỉ là những sáng tác dưới thời của Việt Nam Cộng Hòa. Những sáng tác sau năm 1975 của Trịnh Công Sơn không ai nhắc tới. Nhưng những tác phẩm của Trịnh Công Sơn được sáng tạo dưới cái nền tự do của Việt Nam Cộng Hòa thì được người ta đã truyền bá và hát đi hát lại rất nhiều lần trong nhiều thập niên qua. Thì quý vị, do đó tôi nói quý vị không phủ nhận cái tài năng âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn là một người có tài về âm nhạc. Và nhạc của ông ta đã coi như có một phần ảnh hưởng rất nhiều với nhiều giai đoạn thế hệ khác nhau. Kể cả cá nhân tôi cũng đã từng một thời say mê nhạc của Trịnh Công Sơn. Thì quý vị, cái điều này chúng ta không nói tới. Bởi vì ông ta là một huyền thoại âm nhạc của miền Nam. Và bây giờ được Cộng sản đưa lên bởi vì ông ta là một kẻ phản chiến. Ok quý vị, đó là cái tôi nói về tài năng âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Về con người thì tôi đã từng nói quý vị, Trịnh Công Sơn là một kẻ cảm tính và một kẻ không có lập trường rõ ràng. Và ông ta sống ở miền Nam, mơ tưởng ở cái thể chế miền Bắc. Và sau khi Cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam thì ông ta bày tỏ sự bất mãn khéo léo bằng cách là ông ta mặc dù bị cấm mười mấy năm nhưng mà sau đó ông ta vẫn được sáng tác. Nhưng ông ta sáng tác không nổi hoặc là không muốn sáng tác nữa. Và do đó những cái tác phẩm của ông ta sau 75 đếm trên đầu ngón tay. Do đó tôi nói con người của Trịnh Công Sơn là con người đứng núi này trông núi nọ. Đứng ở thể chế Việt Nam Cộng Hòa nhưng lại mơ tưởng tới thể chế Cộng sản. Và khi sống trong thể chế Cộng sản thì lại có cái suy nghĩ mơ tưởng lại cái thể chế mà ông ta đã từng được tự do sáng tác. Đó là con người của Trịnh Công Sơn. Do đó tôi quý vị, nếu mà nói về Trịnh Công Sơn thì tôi có thể nói rằng là chúng ta nên phân biệt giữa con người và cái tác phẩm. Về tác phẩm
ông ta đã có những tác phẩm để đời và có thể là có nó có thể nói là trong cả trăm năm chưa chắc có được một nhạc sĩ sáng tác được như Trịnh Công Sơn. Những bài những ca khúc của ông ta chưa chắc đã có được những nhạc sĩ khác có thể sáng tác được như Trịnh Công Sơn. Và Trịnh Công Sơn là một kẻ, nếu mà trong nghề người ta nói ông ta có thể đi được hai vai so với một số nhạc sĩ khác đi được một vai. Hai vai tức là viết cái melody cũng hay, lời nhạc cũng nghe hay và lời nhạc có ý nghĩa nhiều hơn. Có một số nhạc sĩ thì chỉ viết được cái melody, chưa chắc viết được những lời nhạc sâu sắc. Và có những nhạc sĩ viết những lời nhạc sâu sắc nhưng chưa chắc cái melody đã hay. Thì quý vị, Trịnh Công Sơn là người đi được hai vai, tức là vừa viết được melody hay, vừa viết được cái lời ca hay. Thì quý vị, về chuyên môn thì tôi tạm thời nhận định như vậy với cái nhìn chủ quan của tôi về âm nhạc. Nhưng quý vị, nếu mà nói làm phim về Trịnh Công Sơn thì quý vị, đầu tiên hết, tất cả những người quen biết với Trịnh Công Sơn đều hiểu rõ một điều. Cuộc đời của Trịnh Công Sơn là cuộc đời theo cảm hứng. Thứ nhất, thứ hai là quý vị, nếu mà nói tới Trịnh Công Sơn mà nếu không nói tới rượu thì không phải là Trịnh Công Sơn, là một kẻ nghiện rượu. Trịnh Công Sơn là một kẻ nghiện rượu, rất rõ ràng nha quý vị. Nghiện rượu, nghiện tranh và nghiện gái. Đó là ba cái thói quen của Trịnh Công Sơn từ lúc sống, bắt đầu thành danh cho tới lúc ông ta qua đời. Thì quý vị, nếu mà làm phim mà không nhấn mạnh tới ba khía cạnh này thì nó không phải là Trịnh Công Sơn. Quý vị, cuốn phim Em và Trịnh chỉ nói về những cái lãng mạn một góc nào đó trong cái góc cuộc đời tình ái của Trịnh Công Sơn. Nhưng mà quý vị, nó đã được làm sai sự thật, sai rất là nhiều. Và nó không đúng với cái tinh thần của cái bản nhạc mà do những Trịnh Công Sơn đã sáng tác dựa trên những mối tình của ông ta. Thì quý vị đã thấy rõ ràng, không dám nhắc tới, thì điều này chúng ta đã thấy rõ là nó đã không đúng sự thật. Nó không đúng với lại con người của Trịnh Công Sơn. Cuốn phim này chỉ là cuốn phim mang tính chất gọi là nói về một cái góc nào đó của cuộc đời của Trịnh Công Sơn. Nhưng nó không nói bản chất thật sự của con người Trịnh Công Sơn. Mặc dù báo Thanh Niên đã đưa ra những cái cuốn phim về những nhân vật huyền thoại về âm nhạc hay về giải trí của Hoa Kỳ, của quốc tế để biện minh cho cái cuốn phim này. Nhưng mà cuốn phim này đối với tôi, nó là một cái kết quả của, nó là kết quả của một cái ý định chính trị. Bởi vì Cộng sản hiện nay đang tìm kiếm một cái đường hướng dẫn dắt cái dư luận bầy đàn. Bởi vì cái dư luận bầy đàn nó đã bị tan rã trong 2 năm đại dịch. Xưa nay Cộng sản vẫn thích sử dụng chủ nghĩa bầy đàn để cai trị. Tức là một cái sự kiện nào đó bùng nổ thì sẽ có một cái đám đông bu vào rất đông. Và khi không cần thì nó tan hàng. Thì hai cái mà Cộng sản thường làm là thể thao, túc cầu và kể cả bên ngành giải trí. Và túc cầu thì lâu lâu mới có được một lần. Ví dụ như vừa rồi đã thắng cái trận gì đó thì nó lại xách động và kích động cái chủ nghĩa bầy đàn để kiếm mọi người ra đường và dương cờ của Cộng sản lên. Thì cái chuyện này chúng ta đã thấy. Riêng bên ngành giải trí của quý vị thì Cộng sản lại thúc đẩy theo kiểu là ai là đi theo cái chính sách của Cộng sản và tuân thủ chính sách Cộng sản thì được thổi phồng lăng xê rất nhiều. Ai đi ngoài chính sách này thì sẽ bị đè bẹp một cách dã man. Bằng chứng là quý vị, cuốn phim của Trịnh Công Sơn theo lời em gái của Trịnh Công Sơn là Trịnh Vĩnh Trinh nói đây chỉ là một tác phẩm điện ảnh, không nhất thiết phản ảnh cái sự thật về Trịnh Công Sơn. Tức là cuốn phim này có nghĩa là nó được cường điệu, nó được dựng nên những câu chuyện không có thật trong cuộc đời của Trịnh Công Sơn. Và nó không phản ảnh đúng sự thật con người và cuộc đời của Trịnh Công Sơn. Nhưng nó vẫn được giấy phép của Cục Điện ảnh. Trong khi trước đó cả chục năm, Charlie Nguyễn làm cuốn Bụi Đời Chợ Lớn, một cuốn phim tưởng tượng, thì bị xem là cuốn phim có tính chất bạo động, không phản ảnh thực tế cuộc sống tại Việt Nam, bị cấm chiếu. Rồi sau đó nữa, mới đây nhất, là cái MV của Sơn Tùng, một nhân vật được xem là nằm ngoài tầm kiểm soát của Cộng sản, có ảnh hưởng trên YouTube rất nhiều đối với giới trẻ Việt Nam, cũng bị rút lại cái MV này, bị xóa MV, bị phạt vạ và phải nộp tiền. Chỉ vì trên MV này có những điều kiện, có những chi tiết được xem là không phản ảnh đúng đời sống thật sự của người Việt Nam.
Trong khi đó cuốn phim của Trịnh Công Sơn có bao nhiêu phần trăm đúng sự thật con người của Trịnh Công Sơn, nó vẫn được phát hành. Thì quý vị, tôi đưa một cái so sánh rất nhẹ cho quý vị thấy rõ là bởi vì Trịnh Công Sơn mặc dù đã chết, nhưng cái giá trị lợi dùng tên tuổi của Trịnh Công Sơn để mà quảng bá cho cái chế độ cai trị thì nó vẫn còn giá trị quý vị. Do đó, những gì liên quan tới Trịnh Công Sơn mà được đều được cái cục điện ảnh nó dễ giải cho, kể cả cuốn phim trước đó là cuốn phim Trịnh Công Sơn, rồi bây giờ tới Em và Trịnh cũng giống như vậy. Đây tôi nói, tôi gọi quý vị là thái độ phân biệt đối xử của kẻ cai trị. Trong ngành giải trí, nếu quý vị chấp nhận cái quy tắc của đảng cai trị là phải có cái tinh thần lăng xê hoặc là phải ca ngợi cái chế độ cai trị, hoặc là quý vị phải bôi nhọ những kẻ đối lập với chế độ cai trị, thì quý vị sẽ được dễ dàng thông qua. Còn nếu như không, quý vị đừng hòng có được một tác phẩm nào mà lọt ra công chúng mà không có sự kiểm soát của nhà cầm quyền. Đó, quý vị thấy MV Sơn Tùng chỉ là một cái MV nhạc thôi mà, chỉ là một sản phẩm tưởng tượng thôi mà, nhưng nó đã bị đóng đinh ngay. Còn ngược lại, làm phim về sai lạc về cuộc đời của Trịnh Công Sơn, nó vẫn được cái chế độ đó châm chước và cho ra, còn lăng xê thổi phồng lên trên mặt báo chí mà. Bởi vì nó có lợi cho kẻ cai trị. Nhưng quý vị, dù có làm kiểu nào, người dân trong Việt Nam có mắt nhìn. Cuốn phim Em và Trịnh, nếu mà tính phần trăm, 70-80% chửi bới nhiều hơn là khen ngợi. Số lượng người khen ngợi rất ít, trong khi cái số lượng người mà chửi bới cuốn phim này nhiều hơn ai hết. Nhìn là chúng ta đã thấy trên mạng xã hội rồi. Nhiều bài viết và nhiều lời chỉ trích từ trong nước. Tôi không nói ông hải ngoại. Hải ngoại tôi cứ cho là có động cơ chính trị, có ác cảm với Trịnh Công Sơn đi. Thì không ai viết tốt cho Trịnh Công Sơn cả. Nhưng ngay trong nước, người ta cũng phê bình, người ta chửi bới Trịnh Công Sơn không còn manh giáp nào. Người ta không chửi cái người đạo diễn cuốn phim. Tại vì kẻ đạo diễn cuốn phim nó phải tuân thủ tất cả luật lệ của cái cục điện ảnh đưa ra và những cái tiêu chí mà cái đảng Cộng sản đưa ra, là không thể bôi nhọ chế độ cai trị, bôi nhọ kẻ thù của chế độ thì được. Hoặc là phải ca ngợi cái chế độ cai trị. Nhưng quý vị, trên thực tế có ca ngợi cỡ nào, ai cũng xác nhận. Trước năm 1975, tất cả các nhạc sĩ trong nước ở miền Nam thoải mái sáng tác, và sáng tác của họ tới ngày hôm nay đã đi vào lòng người. Trong khi sau năm 1975, sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thì ngay cả những nhạc sĩ của miền Nam mà còn kẹt lại ở Việt Nam cũng không sáng tác nổi. Cũng không sáng tác nổi nữa. Mất hứng hết rồi. Những tác phẩm của họ trước năm 1975 vẫn được hát đi hát lại. Còn những ca khúc mà họ sáng tác sau năm 1975 được đôi ba lần thì biến mất luôn. Không ai nhắc nhở tới nữa. Điều này cho quý vị thấy rõ ràng cái giá trị sáng tác nó còn tùy thuộc vào cái cơ chế cai trị hay sự quản lý nữa quý vị. Trước năm 1975, với cái nền tự do của miền Nam, họ sáng tác đủ dạng đủ kiểu. Và chính vậy mà các tác phẩm đã đi vào lòng người. Còn sau năm 75, họ viết theo đơn đặt hàng. Và họ viết theo cái lệnh của đảng cai trị trong tính chất tuyên truyền. Cái sáng tác đó chỉ được là nổi bật hoặc là không nổi bật một vài năm rồi biến mất luôn. Không còn ai biết tới những ca khúc đó nữa. Bây giờ nhắc tới Trịnh Công Sơn, người ta vẫn nhắc tới Diễm Xưa, người ta vẫn nhắc tới Hạ Trắng, người ta vẫn nhắc tới những cái ca khúc mà ông ta đã sáng tác. Có ai nhắc tới Huyền Thoại Mẹ không quý vị? Những ca khúc của ông ta sáng tác sau năm 75. Thì quý vị thấy rõ ràng là Trịnh Công Sơn cũng không sáng tác nổi, hoặc là không có hứng thú sáng tác, hoặc là bị bó buộc trong cái vấn đề tuyên truyền. Cho nên những ca khúc đó có sáng tác ra đi nữa thì nó cũng không có được người ta nhắc nhở nhiều. Đó, cái bản Huyền Thoại Mẹ là cái bản theo đơn đặt hàng của Cộng sản đó. Liệu bây giờ có ai hát được bản này hay không? Hay là vẫn hát bản Diễm Xưa, Hạ Trắng, rồi những cái ca khúc mà được xem là tình tứ, lời lẽ tình tứ trước năm 1975. Quý vị, đây cho quý vị thấy rõ là những ai mà sinh hoạt trong cái giới giải trí ở Việt Nam đều biết rõ.
đáp ứng được cái nhu cầu này thì còn sống còn. Không đáp ứng được cái nhu cầu của Cộng sản thì phải chấm dứt sự nghiệp. Bằng chứng quý vị, ở Việt Nam có cả 100 nghệ sĩ, nhưng những người nào mà tương đối có ảnh hưởng thì phải nằm dưới vòng kèm tỏa. Ví dụ, quý vị, mười mấy 20 năm trước, khi mà Hồng Vân qua Mỹ, tôi vẫn tiếp xúc với Hồng Vân. Nhưng mà Hồng Vân là một nghệ sĩ có cái tầm ảnh hưởng trong giới kịch nghệ và giới giải trí của miền Nam. Cộng sản lập tức phải kiếm đủ một cách, và cuối cùng Hồng Vân phải chính thức gia nhập đảng Cộng sản, trở thành đảng viên đảng Cộng sản một cách chính thức thì mới tiếp tục sinh hoạt. Bởi vì cái ảnh hưởng của cô ta quá lớn. Nếu mà không nằm dưới vòng kèm tỏa của Cộng sản thì sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho Cộng sản. Cho nên tôi không biết cô ta tình nguyện gia nhập đảng hay là Cộng sản có phần nào ép cô ta, trong khi những nghệ sĩ khác không cần. Những nghệ sĩ khác không cần gia nhập đảng Cộng sản. Thì quý vị, rồi quý vị, người thứ hai mà tôi đã nói với quý vị là cách đây không lâu tôi đã nói với quý vị, nếu như cuốn phim mang tính chất bôi nhọ những kẻ thù của Cộng sản và bôi nhọ những người đối lập với Cộng sản thì Cộng sản cho giấy phép ngay. Trường hợp của Quang Minh làm cuốn phim gì đó, Qua Bển làm chi, là cuốn phim để bôi nhọ cả cái cộng đồng người Việt hải ngoại thì nó cho phép chiếu. Và nó không cần nói đây là chuyện có thật và thực tế đời sống hay không. Trong khi đó, quý vị còn nhớ Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Nguyễn Trực là bạn tôi đó, về Việt Nam làm phim. Thì bây giờ được bao nhiêu phim đây quý vị? Trong mười mấy năm trở về Việt Nam, được bao nhiêu cuốn phim được cho ra đời đây quý vị? Bởi vì nếu làm phim lăng xê chế độ thì sẽ không được chiếu giống như Bù Đời Cho Lớn. Còn nếu làm phim vô thưởng vô phạt thì không hút nổi khán giả, không thu hút được khán giả tới rạp. Muốn can khán giả tới rạp thì phải có một cái gì đặc biệt lắm. Mà nếu mà làm phim lăng xê cho chế độ thì khỏi có đường về Mỹ, tức là sẽ bị tẩy chay bởi cộng đồng người Việt ở Mỹ. Do đó tại sao Charlie Nguyễn cuối cùng được mấy, về Việt Nam mười mấy năm rồi, được mấy phim đây? Đếm trên đầu ngón tay. Quý vị, cái giá phải trả khi mà muốn tìm kiếm một cái khối khán giả lớn tại Việt Nam. Mà tôi nói quý vị, bây giờ quý vị, cái điều nghịch lý, vừa rồi tôi quay phim, cuốn phim Cạn Dầu. Cái điều nghịch lý là cái ngân sách tôi quay phim này nó rẻ hơn ở Việt Nam. Bây giờ quý vị, mà tôi mướn là những cameraman Mỹ, chứ tôi chưa mướn cameraman Việt Nam đâu. Tôi mướn cameraman Mỹ và cái người mà director of photography, là cái người mà phụ trách về hình ảnh cho tôi đó, là Mỹ. Nhưng mà giá nó còn rẻ hơn ở trong Việt Nam. Tức là bây giờ cái tình hình nó ngược lắm quý vị. Do cái vấn đề gọi là thổi phồng lăng xê, cho nên tình trạng mà với cái văn hóa đội giá ở trong đó đó quý vị, nó lên trời luôn. Bây giờ mà quý vị nhúng tới Charlie Trực Nguyễn đó, thì có cái phim nào mà dưới 3-40 tỷ đâu. Quý vị đụng tới Victor Vũ, có cái phim nào mà dưới 3-40 tỷ đâu. Đúng chưa? Tại vì tất cả đều được đổi giá. Lương cameraman sẽ được đổi lên 2-3 lần. Lương của post production sẽ bị đổi lên 2-3 lần. Và quý vị, chính điều này nó đã làm cho phía những người mà muốn bỏ tiền ra phải chạy ra hải ngoại. Thời gian ở đây không phải tôi đâu, mà có nhiều người trong Việt Nam chạy ra Mỹ làm phim, chạy qua Mỹ làm phim. Nhưng đương nhiên là họ muốn chiếu tại Việt Nam thì phải làm cái phim bôi nhọ cộng đồng ngoài này thì mới được chiếu ở Việt Nam. Còn cuốn phim mà ca ngợi sự thành công ở ngoài này thì vĩnh viễn không được chiếu trong Việt Nam. Đây là sự phân biệt đối xử của Cộng sản. Và chính điều này tôi đã giải thích với quý vị rất nhiều lần. Điên trở lại cuốn phim Em và Trịnh. Lần này quý vị, cuốn phim này được thổi phồng lăng xê rất nhiều. Nhưng quý vị tin tôi đi, 3 ngày sau thôi, 1 tuần lễ sau, nó xẹp như trái banh. Nó biến mất khỏi tất cả những cái giờ chiếu prime time ở trong cái hệ thống rạp của Việt Nam. Bây giờ nó thu được 41 tỷ, trong khi nó bỏ trên 50 tỷ. Là bởi vì nó được chiếu trong cái giờ prime time, cái giờ ngon nhất. Nhưng 4 ngày sau thôi, người ta ra người ta coi, người ta nói phim này không hay, phim này xạo quá, phim này không nói thật về Trịnh Công Sơn.
Tôi bảo đảm với quý vị, vài ngày sau thôi, phim này á nó nằm ở cái giờ thổ tả nhất, tức là 1-2 giờ sáng, 8 giờ sáng, để khỏi có người coi nữa. Tại vì cái giờ chính thức mà gọi là giờ prime time kiếm tiền của các rạp hát đó vẫn là những cuốn phim của Mỹ sản xuất. Họ mua bản quyền về họ chiếu ở Việt Nam. Đó, những cuốn phim như là Top Gun hay là mấy cuốn phim của Marvel á, nó vẫn được chiếu trong những cái giờ ngon nhất. Còn phim của Việt Nam sản xuất được mấy ngày thôi. Sau mấy ngày đó là tự động đi vào trong thùng rác. Tức là đi vào trong những cái giờ thổ tả nhất. Kể cả trước đây cuốn Bố Già của Trấn Thành cũng vậy. Được tuần lễ, 2 tuần lễ là biến mất ngay. Trong khi quý vị, ở Mỹ này phim hay phim dở, nó ra rạp rồi thì lúc nào nó cũng được ít nhất là 4 tuần tới 6 tuần chiếu. Và nó không phải là, nó cũng có rạp riêng chiếu, ai muốn coi thì coi. Nó không cần phải đưa vào cái giờ thổ tả nào hết quý vị. Nhưng ở Việt Nam là sẽ vô vào những cái giờ thổ tả chết chết tươi ngay. Cho nên cuốn phim này quý vị tin tôi đi, trong vòng vài ngày nữa thôi, nó chìm vào quên lãng. Đây là cái cách cộng sản cai trị. Nó muốn thực hiện cái cuốn phim này, gây động một cái cuộc sự chú ý của công chúng trong những cái vấn đề gọi là thách thức về xã hội mà cộng sản không muốn người dân chúng nghĩ tới. Cho nên nó phải thổi cái cuốn phim này lên, tạo ra sự tranh cãi rất nhiều. Từ những thật sự chê thì nhiều lắm, tôi thấy là 70-80% là người ta chê phim này, chứ người ta không có khen, chỉ có vài 10%, 20% là khen cuốn phim này thôi, còn đa số còn lại người ta chê. Nhưng nó vẫn tạo được sự tranh cãi để bớt chú ý tới tình trạng giá xăng tăng cao ngất ngưỡng, lương thực vừa độc hại vừa thiếu thốn tại Việt Nam, tình trạng việc làm không có tại Việt Nam, và tình trạng cả nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào cơn khủng hoảng. Nó cần cái chủ nghĩa bầy đàn đẩy người dân vào những cái giải trí thể thao để người dân không chú ý tới sự thất bại của những kẻ cai trị. Đương nhiên mục tiêu của đảng cai trị nó là như vậy. Và nhiệm vụ của các cái cơ quan truyền thông tuyên truyền của Cộng sản cũng đóng vai trò này. Và rồi thì quý vị, nó sẽ tới những cái hãng phim, ngay cả cái chuyện mà cái anh chàng cái gì diễn viên hài hút ma túy đó quý vị, bây giờ bị lôi lên mặt báo, gần như biến thành một cái sự kiện đó quý vị. Cái này chính là cái mà tôi nói với quý vị, là cái cách điều khiển của Cộng sản. Không tuân lời nó thì chắc chắn sẽ có những cái trường hợp đưa lên để dằn mặt. Đối với những nghệ sĩ lớn tuổi trước năm 1975, đời sống của họ hầu hết ở hải ngoại, chỉ còn thiểu số còn lại kẹt ở Việt Nam, họ sống một cách kín đáo lắm. Hoặc là những thế hệ mà gọi là vừa trưởng thành và vừa nổi tiếng trong giai đoạn Cộng sản Việt Nam mở cửa thì còn tương đối đỡ. Còn cái giới nghệ sĩ mà nó được thành danh từ sau năm 2000 trở lại đây đó quý vị, 10 đứa thì hết 9 đứa dính, không dính vào cờ bạc thì cũng dính vào ma túy. Không dính vào ma túy cờ bạc thì cũng dính vào lừa gạt về đầu tư tập bla 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 bla. Thì công an cộng sản nó mắt nhắm mắt mở nó để đó. Tới lúc nó moi ra một cái là đi tù là sẽ bị xử ngay. Tại vì sao quý vị? Cái thế hệ nghệ sĩ mà sau cái năm 2000 đó, đa số không vướng vào chuyện này cũng vướng vào chuyện khác. Nhưng mà công an cộng sản nó để đó, nó không ra ngó tới. Tới lúc cần nó moi ra nó bắt một cái. Đó, giống như cái trường hợp của anh chàng diễn viên hài gì đó quý vị, chỉ là cái hiện tượng thôi. Quý vị nói tôi nghe đi, cái nhóm nghệ sĩ mà thành danh sau năm 2000 đó, không dính thuốc lắc thì cũng dính ma túy, không dính ma túy thì cũng dính cờ bạc, không dính cờ bạc thì cũng cá độ đá banh, hay là buôn bán lừa gạt lừa đảo, đại khái như vậy quý vị. Đó là cái thế hệ mà cộng sản đào tạo, bởi vì nó đang cần một cái chủ nghĩa bầy đàn. Cái chủ nghĩa bầy đàn đang dần dần tan rã tại Việt Nam, do đó nó cần những cái sự kiện để quy tụ đám đông. Thì em và Trịnh cũng chỉ là một cái sự kiện để nó tìm cách quy tụ đám đông mà thôi. Nhưng giống như tôi nói, cái đám đông này nó là cái đám đông không có chung thủy, là một cái đám đông bầy đàn. Cái nào mà nó nổi bật trên mặt báo rồi nó lây ra mạng xã hội, nó bu tới một chút thôi, rồi nó tan hàng. Trường hợp của em và Trịnh cũng chả khác gì với trường hợp của Nguyễn Phương Hằng mà đăng đàn ở trên YouTube chửi bới người ta cả. Nó cũng quy tụ được một số đám đông rồi nó tan hàng. Tại vì ở Việt Nam nó theo cái chủ nghĩa này, bởi vì nó dễ cai trị.
cái kẻ cai trị nó dễ cai trị lắm. Khi mà đám đông bu tới một chỗ nào đó và nó sử dụng đám đông đó cho mục đích để mà giữ quyền cai trị, tức là sẵn sàng dùng cái đám đông đó uy hiếp đối với những ai mà bôi bác chửi bới chế độ cai trị hiện nay. Em và Trịnh chỉ là một cái tác phẩm dùng để quy tụ cái đám đông, do đó nó được châm chước rất nhiều bởi cái đảng cai trị. Ngược lại MV của cái MV Sơn Tùng đó quý vị thì sẽ bị cấm cửa ngay, bởi vì nó không những không mang cái lợi cho kẻ cai trị mà nó cho người ta nhìn thấy một cái hình ảnh rất là bất lực của ngành công an đối với tội ác xã hội. Do đó MV Phương Tùng phải bị rút cái MV lại. Vậy quý vị nhìn thấy đi, ở nước nào cũng vậy hết. Ở nước nào cũng vậy hết. Khi mà kinh tế suy thoái thì đương nhiên tội ác gia tăng. Nhưng ở Mỹ đó quý vị, cảnh sát trở thành mục tiêu bị chỉ trích một cách công khai, thậm chí người ta còn đòi defund cảnh sát nữa mà, giảm đi cái ngân sách cho cảnh sát nữa. Trong khi ở Việt Nam, quý vị có dám đụng tới công an không? Công an chi phối toàn bộ xã hội. Do đó quý vị, công an là cái lực lượng duy trì chế độ mà. Và chính điều này tôi mới nói với quý vị là cái MV của Sơn Tùng đó, nó bôi bát ngành công an, nó phải bị lấy xuống thôi. Tức là nó nói về ngành công an bất lực, không làm được gì trong vấn đề tội ác cả. Cho nên công an bắt buộc phải triệt cái MV Sơn Tùng và buộc phải lấy xuống. Nhưng mà công an đâu ra tay làm chi? Chỉ cần một cú điện thoại qua bên Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch thôi là MV Sơn Tùng sẽ bị vịnh ngay. Trong khi đó, nói mượn danh nghĩa là cái này không phản ảnh thực tế cuộc sống của Việt Nam. Vậy thì cuốn phim Trịnh Công Sơn phản ảnh được bao nhiêu thực tế cuộc sống của Trịnh Công Sơn? Do đó quý vị, đây chỉ là cái trò mèo của Cộng sản. Và bây giờ tôi nói, quý vị tin tôi đi. Tuần tới mà nếu như mà trên rạp mà người ta còn coi em và Trịnh đó thì chặt cái đầu tôi xuống. Tức là sao? Tuần tới nó xẹp như bãi trái banh luôn. Được 3 ngày đầu thôi. Qua tới ngày thứ tư là chưa chắc quý vị đã nhìn thấy được cuốn phim Em và Trịnh được chiếu trong giờ tốt. Đó là cái thực tế. Đây là cái hậu quả, sự tan rã của chủ nghĩa bày đàn. Người dân Việt Nam bắt đầu thực tế hơn. Họ bắt đầu nhìn vào cuộc sống nhiều hơn. Họ không còn bị sổ mũi theo cái chủ nghĩa bày đàn nữa rồi. Do đó quý vị, vừa rồi thì cái vụ mà đá banh á, cái gì, túc cầu đó, thì còn kéo được một chút thôi. Đi thêm một vài năm nữa nó tan hay. Bởi vì người dân đã hiểu được cái lối gọi là thọc gậy chủ nghĩa bày đàn rồi. Và quý vị, đó là cái bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay liên quan tới cuốn phim Em và Trịnh mà Cộng sản cho rằng là đang gây ra một cái sự tranh cãi náo nức. Nhưng thực tế quý vị, nó bị chửi nhiều hơn là nó được khen. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái bài nói chuyện của chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Mến chào tất cả mọi người và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!